Xin chào anh chị và quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ngọc Thị Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra khuyến nghị mới nhất. Mọi người xem video thì hay thì có thể để lại nút like, comment và đặc biệt chia sẻ video này những người thân yêu. Nhớ subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Thì ngày hôm nay á thì cũng là ngày cuối tuần, thì em cũng chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Đấy, thì ngày hôm thứ sáu thì tổng giao dịch của mình chỉ rơi vào đâu đó có 13.000 tỷ đồng thôi, thì nó còn thấp hơn cả ngày hôm thứ năm nữa, thì cho thấy là cái việc mà gì gom hàng từ các tổ chức cũng như là thoát hàng từ các nhà đầu tư thì nó đã không còn nhiều nữa, thì cho thấy là cái việc mà tăng tăng trong nghi ngờ thì trong thời gian tới thì thị trường nó vẫn còn tăng tiếp ha. Đấy, thì chúng ta cùng điểm qua xem là ngày hôm thứ sáu thì sao. Ngày hôm qua thứ sáu thì nó đang tăng mạnh về các dòng trụ, ví dụ như là Vietcombank, BID, RVR, ACB, Techcombank, FPT và Vbank và HDBank. Đó, giảm điều chỉnh thì cũng có là SAB, thì chúng ta sẽ nói thêm về các SAB này ha. Masan này, Ga này, MVKG, VHM và STB và AIB, thì chủ yếu là trong cái việc giảm về là giảm điều chỉnh thôi, nên là chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Chuyển động các tổ chức thì đang nước ngoài thì đang phát hành nhiều và đang âm mua dòng ở đâu đó 102 tỷ đồng. Đấy, và chủ yếu là gom về như dòng thép và HPG này, đây có Nam Long, có HCM và HSG. Đấy, và bên tự doanh thì chúng ta sẽ có thì chủ yếu là gom về SSI, đấy, VHM, VPBank, Techcombank, chủ yếu là gom tất cả các loại hàng lên chị. Đó, thì thường ấy là trong khối ngoại khi mà thị trường nó giảm điểm thì khối ngoại thường hay bán. Còn khi mà nó giảm điểm thì bên khối tự doanh thì người ta gom hàng nhiều, cho thấy là các dòng tiền nó đang len lỏi đi vào các từng con mã cổ phiếu và đặc biệt trong tất cả các ngành. Ví dụ như là gì, bên chứng khoán có này, đấy, bên gì bất động sản có này, bên ngân hàng có, đúng không? Ngân hàng có, bán lẻ cũng có. Đấy, hoặc thậm chí là bên nhà đất cũng đều có, hoặc là bên bán lẻ đều có, thì anh chị thấy là dòng tiền nó đang lan tỏa từ tất cả các phía. Thì hiện tại đối với bây giờ thì anh chị cứ chờ vào mình gom mình nền ha. Chuyển động của ngành thì chúng ta có là ngân hàng tăng mạnh hóa chất và vật liệu xây dựng, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng con mã cổ phiếu cũng như là đi vào cái thị trường chung xem thị trường trong phiên ngày mai nó sẽ diễn biến như nào anh chị ha. Đối với phiên ngày mai thì hiện tại chúng ta cùng điểm qua về VN Index. Thì đối với VN Index thời điểm hiện tại ấy, thì cái việc mà giảm điều chỉnh thì anh chị thấy là nó cũng đã quá là quen thuộc với bản thân mình rồi. Thì ngày hôm trước thì em cũng có chia sẻ với anh chị là cái việc mà nó tăng trưởng loanh quanh khu vực mà 170 này là điều hết sức bình thường, bởi vì nó có khu hỗ trợ này mà. Thì anh chị thấy không, nếu mà giả sử như anh chị bán hàng đi ngày hôm trước thì cái việc mà cái giảm giá ở đây này nó chỉ là giảm điều chỉnh thôi, mà mình bán đi thì mình sẽ bị mất hàng. À, nếu mà giả sử như cái thời gian trước tiếp theo thị trường nó sẽ bật tăng trở lại lên những cái khu vực cao hơn, đấy, nó giống như những cái khu vực trước đó như này, mà anh chị không còn nắm bắt cơ hội, mà anh chị bỏ qua, mà anh chị chờ đến thì qua Tết anh chị đánh hết, thì thị trường lúc đấy nó đã tăng trưởng tốt rồi, thì cái việc lúc đó là cái việc mua hàng của mình nó sẽ không còn cái vị thế tốt nữa. Nên là cái thời điểm này thì em cũng có rất nhiều những cái con mã mà hiện tại đang ở những cái khu vực tốt, thì xíu nữa thì em sẽ đi vào từng con mã cổ phiếu để chia sẻ cho anh chị để anh chị có thể tham khảo ha. Đó, thì đối với VN Index thì theo em nhận định là nó sẽ lên ít nhất đến khoảng 1.200 và lên 1.210, thì ở những cái khu vực này nó sẽ có cái gì, nó sẽ có cái khu vực gap, thì khu vực gap ấy nó là khu vực mà nó sẽ tương đương khu vực kháng cự, thì nó sẽ bật lên trong cái thời gian tới và nó sẽ có sự điều chỉnh của khu vực đó. Còn nếu mà lực lên mạnh thì chúng ta có thể kỳ vọng lên khu vực bên trên là 1.250 trong cái thời gian mà qua Tết anh chị ha. Đó, đó. Còn về VN30 thì sao? Đối với VN30 thì hiện tại nó đã phá qua những cái vùng kháng cự rất là cứng từ trước đó rồi, nó loanh quanh khu vực là 1180, 1170, 1175 gì đó, và loanh quanh những khu vực này. Thì anh chị thấy là ở đây nó có những tận ba cái đỉnh và nó đã phá qua được, thì cho thấy là cái dòng tiền của các tổ chức nó đã đẩy rất là mạnh, cũng như là cái dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân thì bây giờ đang gom hàng nhiều. Nên cái việc giảm điều chỉnh mà nó ở khu vực này nó sẽ tạo một cái đà để nó bật lên tốt lại trong tương lai. À, nên là cái dự kiến của VN Index nó sẽ rơi vào đâu đó là 1.17, còn cao hơn nữa là 1.160 trong cái thời gian thì qua Tết anh chị ha. Còn trước mắt chúng ta sẽ lên đến 1.17 trước xem thị trường diễn biến ra sao. Đối với VN Index hiện tại thì anh chị nhìn vào những khung thời gian nhỏ hơn thì anh chị thấy là gì, khi mà nó chạm ở những khu vực là 1.175 nó đã bật lên rất là mạnh và xuất hiện những cái cây nến gọi là cây nến Manzhou Moju, cho thấy là cái lực gom hàng cũng như là cái lực thoát hàng nó đã yếu đi và lực gom hàng nó đã mạnh lên rồi anh chị. Đó, thế nên là ở trong giai đoạn này chúng ta cứ yên tâm cầm hàng, những anh chị nào là đang gì ở trong nhóm khuyến nghị đã được hỗ trợ về gom những khu vực giá rẻ thì mình cứ thế yên tâm cầm hàng ha. Còn anh chị nào chưa có một cái chưa có ai mà hỗ trợ cho mình về cái việc mà ra vào những cái lệnh ấy, hoặc là những kèo tốt, thì mình có thể là nhắn tin cho trợ lý của em là Vũ Nguyệt
hoặc mình có thể inbox trực tiếp cho Ngọc Thiện Invest ở trong trường nhóm thì em sẽ hỗ trợ cho mình ha. Đó thì em hoàn toàn welcome, bởi vì cái vấn đề mà phân tích kèo và chia sẻ kèo anh cũng nói rất là nhiều trên TikTok cũng như là ở trên YouTube rồi, là nó khá là đơn giản, nhưng quan trọng là anh chị gom đúng điểm và phân bổ vốn ra sao cho nó hợp lý thôi. Chứ còn để mà anh chị vào mà anh chị không có gần một lời, hoặc là anh chị có gì anh vào những cái điểm không đẹp, thì dẫn tới là mình sẽ bỏ qua những cái cơ hội tốt ha. Đó còn về những cái dòng đầu tiên thì chúng ta có thể nói đến rằng có một cơ mà hôm trước cũng có rất là nhiều người hỏi anh, chính là con SAB này. Đấy, thì con SAB này tại sao mà nó suy giảm nhiều, bởi vì căn bản ấy. Đấy, thì hôm trước em có phân tích rồi, thì nếu mà về phân tích cơ bản thì hiện tại thì cái việc mà nhậu nhẹt thì nó đã giảm đi nhiều, và người ta tranh thủ người ta nhậu ở nhà nhiều rồi, thì dẫn tới cái việc thì cái tình hình kinh doanh của công ty, những công ty về rượu thì nó sẽ kém đi. Tuy nhiên thì sao, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta phần về phân kỹ thuật thì sẽ thấy là thì cái trend mà xu hướng tăng giá của nó đã giảm từ rất là lâu rồi, nó đã giảm từ cái thời kỳ này rồi, nên là cái việc mà cái việc mà nó giảm điểm thì nó đều hiển nhiên, cộng với cái việc mà nó đang có cái gì vùng đi hẹp như này, và khi nó phá vỡ vào vùng đi hẹp thì nó sẽ đi xuống rất là mạnh chị ha, nó sẽ đi xuống rất là mạnh, nên là trong những cái mã này này thì chúng ta sẽ không nên vào. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đi vào những cái dòng cụ thể là về dòng ngân hàng. Thì trong cái thời gian tới thì dòng ngân hàng nó đã có một sự điều chỉnh, trong tuần vừa rồi có một sự điều chỉnh về cái vùng gọi là vùng hỗ trợ gần nhất của nó, thì trong thời gian tới nó sẽ còn tăng rất là mạnh trong tương lai ha. Nên là ai có ngân hàng thì có lỡ mà chốt rồi hoặc là đã chốt rồi thì mình có thể chuyển sang những cái nhóm khác bình thường anh chị ha, chúng ta không có sự tiếc nuối gì ở đây cả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chốt là khi chúng ta có lãi, khi chúng ta có lợi nhuận, và tiền khi chúng ta về túi chúng ta vẫn có thể tái đầu tư được bình thường. Nên khi mà chúng ta chốt mà thị trường nó có đi hay là có biến động như nào đi chăng nữa thì chúng ta không thể lùi tiếp, cơ hội còn nhiều ha. Đó thì Vietcombank nó sẽ vẫn còn tăng tiếp, hoặc là BID thì nó vẫn còn tăng trưởng tốt chị ha. Đấy, nó vẫn còn tăng trưởng tốt. Thì cái việc mà chúng ta thì bây giờ đặt ra câu hỏi là những ai mà đang còn hàng ấy đang vẫn giữ bình thường, còn để mà vào mới thì nó sẽ không đẹp bằng những con về thép hoặc là những cái con về bên dòng chứng khoán anh chị ha. Thì xíu này em sẽ chia sẻ với anh chị. Đó thì BID này hoặc là ví dụ như CTG thì nó vẫn còn diễn biến và tăng tiếp trong thời gian tới ha. Đấy, bởi vì hiện tại thì cái việc mà kiệt cái lực bán thì nó đã phá vỡ rồi. Và ví dụ như ACB nó vẫn còn tăng tiếp này, cái lực đấy mà dư vô dư nó phản ứng thì cái thị trường nó vẫn còn tiếp diễn ha. Đấy, hoặc là HD Bank các thứ này nó vẫn còn tăng mạnh anh chị này. Rồi là BID nó thì đây là con VIB thì nó đã có xuất hiện những cái xanh, là không có sự tăng trưởng tốt nữa ha. Đấy thì cái này thì em cũng có phân tích khá là nhiều ha. Rồi, nó vẫn còn tăng trưởng tốt nên là có hàng thì cũng thoải mái ha. Đến những cái dòng khác ví dụ như EB này anh chị có hỏi là vào được không, thì những cái con này thì vào được, nhưng mà cái việc mà công ty EIB là công ty Eximbank, thì ở Việt Nam thì những cái công ty xuất nhập khẩu ấy là những cái công ty mà về bên dòng ngân hàng thì nó không phải là những cái công ty thuần về ngân hàng, nên là sao, nên là cái việc mà thì nó có sự tăng trưởng là khá là yếu. Nên nếu mà anh chị gom những con này thì có thể được, nhưng nó sẽ đi chậm trong cái thời gian mà so với những cái con dòng khác ha. Những con dòng trụ nó sẽ đi trước và con này nó sẽ đi sau. Hay kể cả LVB các thứ thôi, tập đoàn Liên Việt cũng thấy cho nó đã tăng trưởng đâu đó 10 đến 14% rồi, thì cái việc nó tăng trưởng nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ đi lên chậm hơn so với những dòng khác. Đó là những cái con mà đi theo chứ không phải là con dòng dẫn đầu. Đấy, ví dụ như STB thì cũng vậy này. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chờ hồi về những cái con mã mà nó có thì nó có cái sự mà bật tăng và có sự gom hàng, nên đối với những con này thì chúng ta sẽ chưa có gom khi mà chúng ta chưa có cái lực nến thì đảo chiều xuất hiện. Chúng ta chỉ gom khi chúng ta biết được là gì, nhiều người ta gom vào. Chứ bây giờ anh chị gom là gần như là anh chị đi đầu. Chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ bị chậm hơn một chút, nhưng chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Đó, nếu mà về dòng ngân hàng, còn dòng về bất động sản thì sao? Trong cái tuần tới này chúng ta nên tập trung vào những dòng trụ. Đấy chính là những cái con mà liên quan đến VHM, MWG hay là những cái con về dòng trụ, xíu nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị và tại sao những điểm mua như vậy. Ví dụ như dòng bất động sản thì chúng ta sẽ có VHM, thì đây chính là thời điểm đẹp nhất để chúng ta gom hàng ha. Bởi vì anh chị thấy là bây giờ nó đang tuân thủ theo đường trend và nó cứ chạm đường trend nó đi xuống, nên anh chị cứ tranh thủ và gom ở tại cái vùng này, và chúng ta sẽ có kỳ vọng và chốt lời bên trên. Thì đây là những cái kèo mà em chia sẻ trong nhóm khuyến nghị anh chị ha. Đấy, thì cắt chúng ta chỉ cắt 3% nên lên chúng ta sẽ ăn được 12-13% bình thường ha. Hoặc là xem những dòng đế vích đi, thì dòng đế vích này hiện tại nó đã phá vỡ đáy rồi, nên là con này chúng ta hạn chế không muốn vô ha. Đó. BCM thì sao? BCM thì chúng ta vẫn còn phải chờ hồi. Đấy. Tuần trước thì có tăng mạnh của con PR này, nhưng mà theo anh đánh giá thì nếu anh chị nào đã có hàng ấy,
ở những cái khu vực là bên dưới những cái khu vực này này thì chúng ta sẽ có thể giữ. Chứ còn bây giờ mà hiện tại bảo vệ thêm thì em hiện tại chưa có vô anh chị ha. Nó khi nào nó phá vỡ đỉnh thì chúng ta mới vô. Bây giờ anh chị thấy ở đây nó có, thậm chí nó có tận ba cái đỉnh như này rồi, thì cái việc mà chúng ta vào những khu vực này là 50-50. Đấy. Nên là chúng ta sẽ chờ nó bật qua cái break thì chúng ta sẽ đánh ha. Chứ còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải chờ trong phiên ngày thứ hai. 55 thì sao? 55 thì nó đã có phiên bật trở lại và nó hồi phục về này. Anh chị thấy không, khi mà nó thì nó break lên thì nó sẽ có sự hồi phục về. Nhưng mà anh chị không có sợ là chúng ta sẽ bị mất hàng ha, hay là sợ không vô được. Đấy. Với cái lực nến mạnh như là nó vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới nữa. Nên là chúng ta sẽ giữ được những con mã này ha. Đấy. DXG thì sao? DXG thì hiện tại nó đang đi trong khu vực sideways nên chúng ta sẽ không có đánh. Ai có hàng thì bắt buộc phải giữ ở những cái khu vực tầm mặt giữa này thôi. CEO thì sao? CEO hiện tại trong trên giảm chúng ta không có đánh. Đấy. TCH thì sao? Cũng trong khu vực sideways chúng ta không có đánh. Nên là ở trong cùng một dòng ấy, thì có thể có những con anh chị vào được nhưng có thể có những con anh chị chưa vào được. Bởi vì những cái con này nó đi trong đi sideways nó sẽ đi sau so với những cái con ví dụ như có trend có cái xu hướng mà tăng tốt như này. Như kiểu là VHM này hay là gì, ví dụ như là 55 này, nó có chiều hướng đi lên ha, nó có chiều hướng đi lên thì anh chị đánh nó sẽ ok rất là nhiều. Và đặc biệt khi mà nó break qua khu vực này, gọi là vùng gọi là đi tích lũy như này, gọi là đi sideways này, nó sẽ bật lên rất là mạnh ha. Đó, thế nên anh chị nên lưu ý về những cái dòng tuần sau, ví dụ như VHM anh chị có thể vô này. Đấy, tham khảo, hoặc là ví dụ như là thì vào mấy con 55 này chị có thể vô. Đấy, còn những cái dòng mấy liên quan Novaland ở C ở CEO các thứ thì nó vẫn đang trong khu sideways, chúng ta không có vô. Rồi về chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì chúng ta nhận thấy được rằng việc SSI hiện tại tăng trưởng rất là tốt. Đấy, anh chị nhìn thấy về cái việc con này thì cái việc khớp lệnh của nó rất là nhiều và cái tổng hợp của nó, cái khối lượng nó ra thành cái 14 triệu cổ phiếu. Cho thấy là cái gì, cái giá trị của cổ phiếu hiện tại nó đang gom hàng nó rất là nhiều, nên anh chị có thể cân nhắc là vào những con này. Đấy. Mặc dù là HCM nó tăng trưởng tốt như này nhưng mà những con mã nó chưa tăng trưởng, bởi vì là nó chưa tăng thôi chứ không phải là nó không tăng. Nên là anh chị bây giờ anh chị thấy là gì, thấy là nó không tăng không có nghĩa là không tăng ha. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ấy, chúng ta không có vào thời điểm hiện tại thì đến lúc nó tăng trưởng thì anh chị bắt buộc anh chị phải đúng giá cao hơn. Và hiện tại con này nó đang rất là thoáng, nó đang có thị trường hướng đi lên là SSI này, hay là ví dụ như là thì những cái con ví dụ như ORS các thứ nó đang có chiều hướng đi lên. Nhưng anh chị thấy là những cái con ví dụ như là về SHS đây nó vẫn đang đi trong biên sideways rất nhiều, còn là VIX đi trong biên sideways nhiều. Đấy. Chỉ có con là ví dụ như FTS thì sao, là bên em cũng có hàng và bên em đang gồng lời có lúc lên đến 89% nhưng mà chưa chốt, thì hiện tại kỳ vọng của em lên đến khu vực đỉnh này là 9% thì em sẽ bảo khách hàng chốt ở trong vùng khuyến nghị ha. Đó. Tiếp theo là những cái dòng khác đi, ví dụ như là về MVS. Đây, MVS thì nó đã bứt phá được khu vực sideways cùng với lại là SHS, nhưng mà MVS thì nó lại bứt phá nhanh hơn và hiện tại nó sẽ có sự hồi phục về trước khi đó, và mình sẽ có thể canh mua ở những cái vùng biên giới này và chờ cái lực bật tăng lên mạnh chị ha. Đấy, nên là chúng ta chờ đợi rồi chúng ta là hạnh phúc. Còn những con nào thì đương nhiên là anh chị thấy là cái việc mà trong những con mã ấy, nó sẽ có con chạy trước con chạy sau, và cái việc con chạy sau mà chúng ta không có gom được thì những cái con chạy trước nó chạy rồi thì anh chị sao mà gom, đúng không? Nên là sao, nên là cái việc mà anh chị gom ở thời điểm hiện tại những cái con mà nó có trend là rất là tốt, và chúng ta chờ những cơ hội sắp tới, đúng không? Bởi vì dòng leader nó đã chạy rồi, những cái con mà nó chạy trước thì nó sẽ chạy thôi, không có vấn đề gì cả. Về dòng thép thì sao? Về dòng thép thì hiện tại em đánh giá rất cao về con NKG. Đấy. Và chúng ta sẽ có kỳ vọng cao ở những cái khu vực này, thì con này thì em cũng có phiến nó nhỏ khuyến nghị, anh chị nào chưa mua thì có thể mua con này, còn kỳ vọng lên với khu vực bên trên này ha. Đó, nó đã phá qua khu vực đỉnh rồi và nó đã có cho thấy cái sự retest thành công ở khu vực đỉnh rồi. Vậy nên con này đã đúng form mà chúng ta đánh và chúng ta vẫn giữ một cách lâu dài ha. Còn là SHG thì nó cũng có một cái target khá là tốt khi mà anh chị vào một khu bên dưới. Còn đến bây giờ thì nếu mà anh chị đu vào thì nó chỉ gọi được khoảng 4 đến 5%. Thôi. Còn con HPG thì cái target của nó sẽ không được cao, bởi vì cái đỉnh gần nhất của nó đang đang rất gần. Nên là tỷ lệ của nó chỉ được 3% thì anh không có đánh. Đấy, những cái con TLH các thứ này nó đang đi trong đi sideways. Dòng thép thì chúng ta chỉ nên tập trung vào ba con này thôi. Còn ba con này thì khi nào có vị thế tốt thì chúng ta sẽ vô. Đó. Về phân bón thì sao? Phân bón thì có sự tăng trưởng mạnh với con LAS này phá qua đỉnh, nên là những cái con mà liên quan đến dòng của nó thì nó cũng đều tăng trưởng, thì đây gọi là đồng pha thì em có nói rồi. Đấy, kể cả CSV thì nó cũng đang tăng trưởng rất là tốt, nhưng mà những cái con này chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu mà anh chị đã gom cùng thấp rồi thì anh chị mới có cơ hội, còn khi mà nó đã tăng trưởng rồi thì anh chị đu vào thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó.
nha. BFC các thứ nó tăng trưởng tốt này, chỉ có DPM thì hiện tại nó đang trong đi sideways. Nếu mà anh chị thích đánh đi sideways thì anh chị có thể đánh 4 đến 5% được con này, nhưng mà chúng ta sẽ chờ trong phiên thứ hai xem nó có tăng trưởng không thì chúng ta có thể vô ha. Đấy, DCM thì sao, đang đánh trong biên thì trên giảm, đánh DGC thì nó đang reset lại cái khu vực thì phá vỡ đáy và nó sẽ đi xuống, nên con này không có đánh khác đó. Về các dòng khác ví dụ như dầu khí thì anh chị thấy là đối với dòng dầu khí chỉ có mỗi con BSR này nó có sự gì phá vỡ trên nó đi lên thôi, nhưng mà một con này thì không thể nào làm nên một mùa xuân được anh chị nha. Bởi vì sao, anh chị thấy là những cái dòng ga nó đang gì, dòng bên dầu khí nó giảm mạnh, ví dụ ga nó cũng đang giảm, PLX nó cũng đang gì đang giảm, thậm chí nó còn phá vỡ gì phá vỡ trên tăng rồi, thậm chí nó sẽ đi xuống trong thời gian tới trong tương lai. Còn ví dụ như là PVS cũng giảm, PVD cũng giảm, rồi PVT cũng giảm. Đấy, còn PVC cũng giảm. Thì tại sao những anh em của nó giảm như này mà anh chị vào vô con BSR thì nó rất là khó để mà vào. Bởi vì dòng tiền bây giờ nó đi theo dòng tiền mà đi theo dòng của các thì ví dụ như ngân hàng thì nó tăng thì nó tăng cả dòng. Đúng không? Chứng khoán nếu mà nó tăng thì trong thời gian tới nó tăng cả dòng. Thép nó sẽ tăng 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 cả dòng. Nhưng bây giờ hiện tại là dòng về dầu khí nó giảm thẳng cả dòng thì anh chị không có kỳ vọng gì nhiều so với những con lần đầu ha. Đấy, nên là chúng ta phải biết điều đó. Về đầu tư công thì hiện tại về những con C47 thì vẫn đang có sự tăng trưởng rất là tốt. Đấy, có sự tăng trưởng rất là tốt, hoặc là C69 này, hiện tại trong khu vực sideways, và CI thì đang có sự tăng trưởng rất là tốt. Nên CI anh chị có thể vô những cái thời điểm này. Đấy, CTD cũng tăng trưởng rất là tốt, thì con này em cũng có chia sẻ ở trên livestream cũng như chia sẻ trong nhóm khuyến nghị anh chị ha. Đấy, thì anh chị có thể là tham gia con kèo này để chúng ta có một cái Tết an lành và có bánh chưng có thịt, và cho ra Tết thì chúng ta sẽ có nhiều lợi nhuận hơn ha. Đấy, thì anh chị chú ý trong cái dòng đầu tư công là CI với CTD. Đấy, CKG trong khu vực tiền giả vô, FCN thì sao cũng vậy trong sideways, HBC thì phải chờ hồi. Đấy, HHB thì cũng phải chờ hồi, HTN thì trong trên giảm, HUT thì sẽ chờ hồi. Đấy, nên là anh chị thấy là trong cùng một dòng nó sẽ chỉ có một số con là nó sẽ tăng trưởng tốt thôi. Đấy. Về khu công nghiệp thì có gì, có DLC là tăng trưởng khá là tốt ha. Đấy, DVC thì phải chờ hồi, BC, BCM cũng phải chờ hồi, HAG thì cũng phải chờ hồi. Đấy, ITA thì chờ nó bật thôi. Đấy, còn điểm mua thì rất là tốt rồi. Đấy, PHR thì chúng ta có thể vào thời điểm hiện tại ha, bởi vì nó đang trên rất là tốt. Đấy, cái này thì thật ra cái việc phân tích nó chỉ là cái gì, một phần nhỏ trong cái việc yếu tố anh chị đầu tư thôi. Đấy, anh chị đã đạt target anh chị 16 đến 7%. ETC anh chị cũng thấy tăng trưởng rất là tốt, tiếp thì đang có sự tăng trưởng và bật lên, có thể nó sẽ đi tới những cái đỉnh này. Đấy, thì đấy là những cái dòng mình liên quan đến khu công nghiệp. Thiết bị điện thì chúng ta có rách thì sao, đấy, cũng đang phải chờ hồi ai có hàng phát đây. Cái con này hiện tại thì về dòng thiết bị điện thì nó đang chưa có sự tiến triển tài phán, nhưng chúng ta sẽ không vào những cái dòng này ha. Đó, thì đấy là những cái em muốn chia sẻ cho anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường chung, cũng như là những cái dòng về những con mã cổ phiếu mà nó đang chạy và những con mã cổ phiếu mà anh chị có thể tham gia trong mấy tuần tới. Thì cũng mong là trong tuần tới thì những cái dữ kiện hoặc những cái gì vị thế chúng ta vào nó đã đẹp rồi, thì thị trường tăng tốt thì chúng ta sẽ có lợi nhuận trước Tết, thì chúng ta ăn Tết một cách vui vẻ anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video ngày hôm nay. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, cũng như là trong tuần tới thì mình sẽ có một cái lợi nhuận thật là tốt. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhớ mọi người thấy hay thì có thể là like, comment và đặc biệt subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi lên video nha. Chúc mọi cảm ơn mọi người rất là nhiều.